Mới sức mạnh quá thần Ta mơ tìm bán sách tại gì giới Tập 3 Nhưng mà chỉ mới có một tuần Mà đã ra hoa rồi Chẳng phải là hơi lại sao Mà hoa hồng thì màu thế bụi mà Sao nó chỉ có mỗi một hoa thế nhỉ Nhưng từ khi nào mà Kodori Bảo là nó giờ giống hiếm thì nó phải có khả năng đặc biệt gì chứ nhỉ? Giờ thì hãy cho khách hàng cô tà thí vẻ đẹp của mày đi nào. Trang trí một thứ như mày tại cửa hàng thì chắc chắn sẽ giúp cho khách hàng có tâm trạng tốt hơn. Và họ sẽ mua thơm sách. Như người xưa đã nói thì chi tiết cũng quan trọng. Để rồi, đã đến lúc mở cửa rồi. Nếu như không có ai nói chuyện thì mình cũng cô đơn lắm. Mình tự hỏi là mình có thể chữa lành được cho ai vào hôm nay được có gì? Đường 23 mẫu hiệu sách nhỏ. Lơ chỗ này à. Cái ngồi thất này có vẻ như nó không quá thiện thần. Hay là chủ tiệm đã chưa từng nghĩ tới việc bán sách nhỉ? À, có vẻ như là anh ta đang cố làm nó trong hoang vu hơn. Bút Aridman kể hết trong đờm, thợ sang cấp hủy diệt. Giờ thì nhắc tới thì có vẻ là khá có chủ đế tới nhỉ? Để xem liệu có khả năng nhận biết được cái mùi của một thợ sàn như mình thì có thể cho biết gì không đây? Ồ, thấy rồi. Vô đến lâu rồi, nhưng mà vẫn có vài dấu hiệu sót lại trong mưa. Là dấu hiệu của đi. nhỉ? Cũng không tệ lắm, quả thật là tên hát vừa nhân kiệt đấy có kỹ năng khá tốt. Ra là vậy à, cái nguồn là thần thái đó bắt nguồn từ cái vật thể tình lên kia. Nhưng mà nó có vẻ không quá mạnh, dùng đỡ gác cửa cũng không tội gì. Nhưng mà nếu như có một vị dị nhân đã đến thì cũng khá là khó khăn cho họ nhỉ. Cái thần thái kia có vẻ còn rõ hơn những nơi khác nữa. Có vẻ như là xã hội hiện thực đã đúng rồi. Vì lì chắc là đã dùng lấy này làm trụ sở. Cho dù nó có vẻ là như một nơi cư trú tạm thời, mà dựa trên thông tin của họ thì Viu Lì đã ghé thăm đây hai lần. Dựa trên dấu hiệu khác thì ông ta có vẻ như đã ghé thường xuyên hơn nếu là thế thì viu đi chắc chắn là sẽ còn quay lại và mình có cơ hội để đối đầu với hắn ta và cái lo, lý do mà xã hội hiện thực vẫn chưa hành động thì là do điều này nhưng mà cái đám chuột ở bạch làng và giáo phái màu đỏ đó thì đã làm cho bộ họ quá bận rộn mình cũng có thể đánh hời được một chút mùi khối ma pháp và mấu từ trận chiên trước không những họ đã lo liệu hậu sự mà còn di dời mọi người ở đây nữa tô thấp mật thức và xã hội hiện đại đã quá kinh nghiệm để che đậy cái này rồi nhưng mà nó vẫn còn làm phiền họ nhỉ giờ thì mô phi đã chết rồi và số phận của đám chuột đó cũng đã được định đoạt sẵn cả rồi chậc làm thế ý cô ta thì mình mong cô ấy có thể hiểu được nơi mà cô ấy phạm lỗi trước khi chết cho dù có mày hay không mày thì gặp phải một hiền thánh elip người mà đã ghé qua xã hội hiện thực thì nếu mà cả hết đồ rì không có ở đây thì họ cũng đã thất bại mà thôi. Cái sự sinh ra gồm pháp nó thực sự quá mạnh. Mọi người sẽ mất đi nhận thức hay sao? Dù sao thì một thừa sản cũng không nên quá tò mò. Như thế thì sẽ không ổn. Giờ thì nhiệm vụ của mình đã chờ đợi con mọi để mình có thể nhận được cấp hy diệt. Nghe này, cái quan trọng nhất của một thợ sàng là sự cẩn trọng và kiên nhẫn. Đó là lời dẫn dọt của một vị tiền bối từ mình cho dù là hiệu sách nào này không có dấu hiệu nào nên mình cũng không phải quá cẩn trọng mục tiêu của mình sẽ là giả vờ làm khách thường rồi nói chuyện bình thường không thể để cho phiền phức lên được <laughs> đúng như mình nghĩ cái hiệu sách chả cái gì đặc biệt này cả thậm chí là mình cũng chả thấy cái gì siêu nhiên cả ồ do đó là cái của quy đi nhỉ nó đúng là một món được làm tỉ mỉ đấy vậy mà nếu như mà mình không có ý xấu thì sẽ ổn nhỉ mình khá tự tin vào kỹ năng cải trang của mình cho dù nó là một cái cấp huy diệt nhưng mà mình cũng chẳng thể nghi ngờ gì cho đến khi tấn công giờ thì mình còn lo liệu cái chưa hiệu sách đã cho dù là hắn là một người bình thường nhưng mà hắn vẫn là một kẻ thù Thông tin được quyền lựa chọn I will come Đây rồi khách hàng mới đi rồi Đã lâu rồi không có khách mới Cứ như lộ hồi chưa có khách vậy Chứ dù là có những ngày như vậy thì cũng không tệ ừ, Cơ mà ai lại không muốn nói ra những lời chữa lệnh Và kiếm tiền chưa Không ai ghé cửa hàng của mình Thì cho là có một đám đồng sau vụ nổ Có vẻ như là đã đến lúc cái tạo hiệu sách lại rồi Đó là một lý do Mà mình không thể để cho Mất tiền mất khách được cho dù là không có nhiều nhưng mà mình vẫn có thể dùng tài ăn nổi cô để tăng số lượng mà. Mình háo hức phô diễn tài ăn nổi lắm rồi. ốm định mượn tìm hay là mua sách. Nếu như ông thắc mắc gì thì đừng có do dự hỏi tôi. Chỉ tìm sách thôi Không tệ. Đây là câu trả lời mà sẽ phù hợp với mọi người làng thang ghi khi nghe thấy thông tin đó. Dù sao nào tôi diễn tốt chưa? Mình chỉ việc lồng vòng rồi hoàn thành thôi. Hơn nữa ở đây đâu có cái gì hay chưa? Ừ? Hoa hồng mưa Nó khá đẹp đi chưa Nên chắc phải đặt lắm Nó là thứ đáng lưu ý Trong đây nhưng lại chỉ là một hoa hồng Nó ở chẳng đáng gì đâu Đây Cái gì chưa Mình chả thử di chuyển nữa Cái hồi đó Nó đang lấy gì từ linh hồn của mình vậy Là bây giờ hay là bị bắt làm sao mà được như vậy chứ mình chả tìm kiếm được bất kỳ một dao động ma pháp nào mà à nếu như ông muốn hỏi thì xin hãy cứ hỏi tôi và tìm sách theo ý ông nhé tìm sách là sao chứ làm sao mà tôi có thể tìm theo ý được tôi còn chả thấy đi nữa à đúng rồi nó đã được tính từ đầu rồi cậu ta đã nhận thấy cả rồi cái đôi mặt ấy như thể là nhìn được vào một người bị bắt bẫy vậy cái nụ cười đấy Đây sự nhi tình khi đón khách Nhưng nó hoàn toàn là mỉa mày Mình cứ nghĩ là cậu ta không biết gì Khi mình giả vờ là bình thường Và nói là tìm sách Và cái tủ tìm sách này trả lời Là muốn làm theo ý muốn Nó đã quá rõ rồi Ông ta thực sự là muốn sự sợ hãi Và nó vô vọng từ một người như mình Chả phải đã quá rõ ràng rồi sao Chả phải ông là muốn tìm xung quanh sao Thế thì làm đi Tôi không cạn đâu Ôi nói như thế là không đi hết là lối của tôi. Cậu ta chắc chắn là đã nghĩ một chuyện như thế. Ta chưa bao giờ nhục như thế này cả. Cái chết sẽ nhanh thôi. Nhưng mà hắn lại muốn hủy diệt cả sự tồn tại của mình. Khiếp quá. Nhưng mà thứ khủng khiếp nhất là nếu như mình cảm thấy đúng thì mình đang bị lộ ra. Là cái thứ mà đã xé ra và đã hãy từ đấy tận sầu trong linh hồn của mình. Nó là cái gì vậy chưa? Mình chả hiểu lắm cái thứ sức mạnh này và nhận thức của mình vẫn còn đang ở đây. Nhưng mà, mình chả thích làm được cái gì cả. Cái sự vô vọng này sẽ không thể làm gì được cả. Và cảm giác như là cơ thể của mình đang bị ăn dần dần vậy. Nó chả sao nếu như mình không thể lấy lại. Nhưng mà thực sự đáng sợ, vẫn cứ như thế cho đến khi mình chết đi. Không, mình không muốn như thế. Sao mà hắn lại không giết mình đi chết rồi? Chỉ thì mình sẽ được thả ra ngay hắn là bộ tên quý tàn bạo ôi là lỗi của tôi tôi từ bỏ tôi không làm nữa đâu ai có thể cứu từ với ý ừ? à khách hàng của tôi ông còn hỏi gì sao chả phải ông bảo là tìm sách được à ông thấy nó đẹp á phải rồi nó đã thu hút được khách rồi có vẻ như là cũng được đền đáp rồi mình có thể đi được rồi <laughs> Đây đây là cảm giác trên bờ và cái chết sao? Cái sự vô vọng, sốc và cả tuyệt vọng. Dù cho mình đã hết lực nhưng mà chả thể. <laughs> à vâng, cái hoa đẹp lắm. Nếu như mình không thấy nó tự động sâu trong lòng, thì mình đã nghĩ là nếu như mình bị ảo giác sau khi nhiễm máu độc, dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Cây cấp hủy diệt đó, viêu. Chả sao cả, sống là tốt rồi. Ari mà đã hoàn toàn bỏ đi ý chí chiến đấu. Do ông ta chỉ là muốn ngồi và ngâm về ý kiến nghĩa của cuộc sống thôi. Quả, wow, cái bồng hòa này đẹp thật. Cảm ơn vì để khen. Tôi chắc là vì nó cũng đã rất vui. Ông ta thích nó thì có nghĩa là công việc của mình đã được đền đáp rồi. Mọi tờ vật đều có linh hồn mà. Có vẻ như là bồng hòa tích lãng mạn nhỉ? Hmm chia khó để kiếm thu thu nhập và tích lũy từng chút một. Chính xác là thông tin chi tiết. Và cô Đô đã tự nhặt nó thì dù cho mình là chỉ tôn trọng về ăn còn của cô ấy. Và mình có thể làm được những điểm quan trọng rồi. Nếu như mà cô ấy thì có thể thấy cách mà mình trân quý cái bông hoa này thì cô ấy chắc chắn sẽ rất vui ý nhỉ. Khi mà có chuyện đó thì cháu phải mình sẽ tìm được một cách hàng hay sao. Ngoài ra, mình còn chăm sóc và tưới nó hàng ngày. Mình đã quan tâm nó rất nhiều rồi. Chuyện gì thế này? Không chỉ tên chủ tiệm này đang chơi đùa với mọi người, mà cậu ta còn thân với cái hòa đó nữa. Như là cậu ta xem con quái vật đó là con của mình vậy. Cho dù có những hạt pháp sự như là mù phì, cũng chỉ tôn sùng những mòm thú như là tạo vật hoàn hảo dù cho họ sẽ không đối xử với thứ này như vậy tên chỗ tiền này là cái quái gì chứ hắn ta không phải là có người chân nhớ mà hắn như cái hòa hồng đó chỉ mang bộ giá người thì sao thôi hỏng rồi cây lý do mà chả thấy thần thái chút nào mà sao tính cách của hắn lại rất khác thường sao mà hắn lại mạnh kinh khủng tới như vậy nó là vì hắn ta là một sinh vật cấp cao ư à, tôi có thể thấy anh đã tốn rất nhiều công sức chăm nó và tôi chỉ đang núi tật mà thôi đúng rồi xã hội hiện thực biết là có chuyện gì ở nơi này hắn ta là ép mình núi ra ôi trời xã hội hiện thực làm sao mà một người như Weider có thể dùng cái chỗ này để ứng trụ trú ẩn chưa hơn là hắn chỉ đến đây để giao dịch nó quá nguy hiểm rồi tốt nhất thì mình nên ra khỏi đây Hãy thực sự cho tự nhiên Tôi phải uh, trước Khi bị chú ý tới À cũng hơi muộn rồi Anh cũng bọn nữa à, Ta nên khách hàng này Sao trong ông là vậy À không tôi Tôi thấy là ông hơi nhạt nhạt nhỉ Hay là ông muốn nghỉ siêu Tôi đã chuẩn bị một cây ghế đó cho mấy ấy Và nó rất tốt để cho ta vừa thư giãn vừa nói chuyện Sao ông không ngồi đây nhỉ? Ngồi. Chưa thật cậu ta biết mình định trốn đi rồi. Hắn ta nổi điên. Nổi điên vì mình đã đưa ra một lời khen không chấn thành sao. Sao mà hắn lại ngăn khi mình có um, chú ý gì chưa? À không có tôi hoàn tôi ổn mà. Lơ vì sao đừng có gượng ép chưa? À, ông ta bướng quá. Chứ dù là ông ấy mệt mà vẫn không muốn nói ra cho mọi người. Giờ thế bồ giàu mấy thì ông ta đúng là cái kiểu nhân viên văn phòng và đâu đó tầm 35 tuổi. Những người như ông ấy và có sớp và vợ mà họ thì đang đến thời kỳ khủng hoảng trung niên. Đã đến lúc để chồng ấy bị đe dọa bởi áp lực rồi. Không những ông ta vừa thiếu mục đích và hồn mang ông ấy thực sự là đáng đang đến đù và còn chỉ đạo nữa. Để nói chuyện với những khách hàng như tên này, thì mình cần phải hạ thấp cảnh giác của họ trước đừng có lo mà hãy cứ ngồi đi không còn ai khác ở đây đâu không ai biết chuyện xảy ra ở đây cả hãy xem như thà đi hả xem tôi như bạn ông ấy nếu như ông có chuyện gì phiền muộn thì hãy nói cho tôi đi tôi khá dối ở việc mở lòng con người đó hả M mở lòng là sao chưa nói lời đi dọa không quá rõ rồi quá rồi rồi nếu như mà mình không ngồi xuống và khai báo thì mình sẽ gặp chuyện chắc. Hắn đã nói ra quá rõ rồi. Nhưng nhưng mình đâu thể nói hết được chứ. Mình phải hội chứ. Không không. Nếu như mà nói thật thì điều làm tôi phi mù. Dĩ nhiên đó là việc mà tôi muốn phục kích view đơ tại đây rồi. Nhưng thay vào đó thì tôi lại bị cậu làm phiền. Nói hay lắm. Bởi vì làm phiền, vậy thì hãy đỡ ta mở lòng màu nhé đây mình sẽ chết như tích mất sao, sao mà thế được chưa nếu mà làm thế thì mở lòng mất à lỗi tôi tôi quên mất là ông vẫn còn đứng nhỉ không cần phải lịch thiệp như vậy đâu khách à hãy ngồi đi khổn thật sao mình thấy mình sẽ bị xử vậy nhưng làm sao mà kháng cự được chưa? Ui muốn khóc chết mất tuổi. Nhưng mà nhớ mà mình là thực sự thì nghi thợ rằng mình tàn mất mối tuổi, không phải ráng tuổi. Để rời mọi thứ vốn có thì đã khó từ ban đầu rồi. Nếu mà mấy sáng lòng ngồi và núi thì đã sòng bước. Như vậy thì mình sẽ khó để khiến cho một người nhiều mấy tâm sự. Mà giờ mình phải cẩn thận thật tuổi. Mình không phải chủ động như thế chậm chậm mở một con hào vậy mình chỉ thấy là được cái phần ngọt ngào ở bên trong lúc vỏ như thế Ôi trời cứ như là cậu ta xem mình là đồ ăn vậy thực nhất là mình nên nghĩ cho kỹ trước khi nói ở à, thật ra thì nếu như mà ông không muốn nói thì cũng được mà xem nào nó là dòng đang gương ép nhỉ cậu ta biết mình đang cố lên cấp ý việc sao dĩ nhiên rồi không biết mới lại cậu ta bị hết rồi và rồi con trả thêm làm gì ngồi nói chuyện nữa. Sao mà hắn ta muốn làm gì chưa? Mình có tài nói chuyện. Đây là lúc để nói ra những lời chữa lành vết thường. Đến nghĩa gồm ép bàn thân Nó là một điều khoản chuyên nghiệp được dùng bởi Merlin khi có vấn đề. Và nó là về kỹ năng mới hoặc là kỹ thiền ai đó. Thì họ đều là gượng ép bản thân cả. Nếu như mà nghĩ sợ đó thì nó rất là bao quát đã rất rõ ràng rồi. Ông ta đang lạc lối và đang gặp rạc rủi. Nên cái điều khoản này sẽ hợp với ông ấy hơn. Dù sao thì mình cũng nên nói ra thôi. Làm gì mình giấu được chưa? Dù gì thì mình cũng chỉ định lên cấp hiếu gì thôi mà. Nhưng mà làm sao có thể đối mặt với một kẻ khủng khiếp như vậy? Bởi vì nguồn gốc sức mạnh của thợ sàn là từ máu độc của mộng quái. Sẽ không sao nếu như mà hát pháp sự ấy từ học giả, từ xã hội thì hiện thực, không đời nào xem mình là của người. Tôi đã từ bỏ rồi. Những người đó chỉ dùng dùng tôi như mà một công cựu cù thôi. Tôi đã biết cả rồi. Mà họ bảo là hệ thống là công bằng. Nhưng họ đang xem từ chúng tôi. Đã quá rõ là chúng tôi là nguồn để cho đem lại thành tựu cho họ rồi. Quả bất công. Tôi hiểu rồi. Thì ra là vậy. Ra là ông ấy bị sớp mình bốc lột ư. Ông ta muốn được thăng tiếng Nhưng mà lại làm dụng ông ấy. Sớp và đó khi ông ta nhận ra Thì mình hệt như là một nô lệ Và ông ấy đang lang thang rồi dừng lại tại đây Ông ấy không có bệnh Và cũng dễ hiểu gì À lại thấy một người làm công an lương nữa rồi Mình chỉ có thể nói rằng tiền ta là một sức xa xỉ thôi Tôi hiểu vấn đề của ông rồi Khách hàng này Ông đã nghĩ đến cách khác chưa ừ, Cách khác Ý của cậu ta là gì chứ Ý của cậu ta là gì nó chỉ là một lời nói bình thường, nhưng cứ như là một tí lửa được thắp lên trong mình vậy. Giờ thì ông chỉ là một công cụ đối với họ mà thôi. Ông có sẵn lòng để dùng họ, dùng mình sau khi biết được chưa? Có đáng hay không hả? Họ chỉ chả đối đãi gì tốt với ông đâu. Họ còn hại ông, mà cũng chẳng tôn trọng ông chút nào nữa. Ông thông minh mà. Tôi nghĩ là ông hiểu ý của tôi nhỉ? Phải rồi. Cô đáng đâu chứ Dĩ nhiên là họ sẽ làm thế với mình thì Chả được tí nào Cái sức mạnh siêu nhiên của thợ sàn bắt nguồn từ máu độc của mộng quái Không chỉ là sức mạnh được mượn Mà còn không ổn nữa Nó chả có tí lô nào cả Một khi bị dính cái sức mạnh đó Thì ta sẽ trở nên như là một thợ mộng quái vậy Nhân tính của ta sẽ dần dần mất đi Một vài thợ sàn mạnh mẽ sẽ trở thành một mộng quái vì máu độc khi mất đi nhân tính họ sẽ bị phá hủy vô số thứ. Mình cũng chẳng thể trách gì họ. Thợ săn thì phải liệu làm những cái đó thôi. Nhưng mà dù như vậy, thì mình sẽ tự hào khi là một thợ săn. Thợ săn thì sẽ dùng cơ thể để giải phóng mộng quái và lên hồn dùng máu độc để trở thành vũ khí của ta. Mỗi đêm không tràn. thì chúng tôi lại săn mộng quái nguy hiểm và mỗi trận chiến đều sống còn. Thợ săn có một tinh thần nghiệp sĩ, cớ vị của vai sự là một sự thông thái của học giả. Nhưng cái linh hồn của thợ săn cũng thấp với những người biến dị khác. Mơ mươi năm nay, mình đã sống như một thợ săn. Chả có lý do gì mà so với một gì nhỏ ở tuổi của mình. Nhưng là một thợ săn thì mình đã quá gì và sắp đổ rồi. Cái mẫu đầu của mình là từ cái tên kẻ tái nhật, sự tầm trung cũng đã gần hết rồi. Một khi mà mình dùng cái sức mạnh đỡ máu, đỡ độc, thì nhân tính mình đã mất dần. Vậy chỉ càng ngày càng yếu đi. Thuộc, mình còn chúng. Mình đã có lại rồi. Khốn thật, cái sức mạnh này từ xã hội hiện thực đã mất dần đi. Và mình sẽ không thể nào giữ được nhân tính nữa mất. Phải làm gì đó thôi. Để không tuyệt vọng nữa, tôi đã nhận cái nhiệm vụ hai vì đà đó. Và tôi đã dùng nó làm bằng chứng cho cái cấp hủy diệt của tôi. Nhưng mà tôi đã nhận ra mình đã lầm lạc và chỉ bị họ lợi dụng. Cái gì đó tốt khi mình phục vụ cơ cả là cái cấp hủy diệt chưa? Mình vẫn không tôn trọng họ. Nhưng mà nhớ mà mình không làm cho xã hội hiện thực thì mình sẽ đi đâu chưa? À tôi cũng nghĩ là tôi còn có cơ hội khác. Họ thấy dù mọi thứ rồi. Nếu mà nó có thì tôi vẫn phải phụ thuộc họ. Ra đây là độc quyền à Có vẻ nghiêm trọng đây Nếu như mà không có cái thước Cần hay công ty đó quá tệ Thì cũng không quá đáng gì Nhưng mà bởi vì ông ấy Nói là ông ấy đang xem xét sự lựa chọn khác Thế thì cũng có nghĩa là Ông ta đang phân vấn Nếu thế thì cho ông ta vài gợi ý Là sẽ được Thế thì ông có nghĩ là họ Là người có quyền chưa Thực sự không thể rời đi sao Ông không tìm được một nơi nào xứng sao Nghe đi, những gì có thể xảy ra trong tương lai và tình thế của những người khác như ông. Tôi không phải là người báo động cho ông. Tôi chỉ là môn ông, là ông có thể đưa quà lựa chọn mà ông muốn, hiểu chứ? Có, ý của cậu là tôi còn còn con đường riêng cho mình. Một người như chúng tôi có sức mạnh để nắm lấy tương lai. Vậy cái đó là có quyền rồi nhỉ? Phải rồi. Khi mà mình đang tách cổ ý sau hiện thực, thì mình nên lấy quyền riêng chứ nhỉ thợ săn ta có thể tự chứng minh mà còn gì ai làm hộ chứ? ông ta thật sự khá có cảm hứng gì mở mắt và đang có thơm sinh lực rủi ờ vậy thì là có rồi nhỉ có vẻ như là khách hàng có thể tìm khá ngon cường dù cho là khá hồn màng bài này và còn sẵn lòng liều mình bắt đầu lại nữa nếu là như vậy thì mình cũng được chọn mà hít nhiều lời an ủi. Mà chắc là không cần lặp lại rồi. Vài lúc thì chỉ có thỏa thuận đơn giản mà ông muốn. Nó có thể làm cho ông nghĩ là mình đang bị khai thác. Đối với họ, sức mạnh của ông thì không đủ đâu. Nhưng mà nếu như ông không một mình, thì ông vẫn có người đồng hành mà. Tại sao? Coi khi có những kinh nghiệm mới chưa? Dĩ nhiên là ông quyết định được cả. Hãy nghi kỳ đi. Đừng có hối hận trong tương lai. Nếu mà nghĩ kỹ rồi thì hãy tôi sẽ gợi ý cho ông một người. Tôi có một khách tên là Rin Jesus Cô ấy sẽ có thể giúp ông đó. Để tôi nói cho cô ấy sau nhé. À gì? Jesus? Cho phải cô ấy là phải đó. Chính là cô gái trẻ đó. Thật sự là cô ấy rồi? ra vậy. Đó là điều mà cậu muốn từ tôi sao? Đây là kế hoạch của cậu sao? Ừ. Biết lắm mà. Cỡ từ lúc đó không? Để đạt được cái điều này thì cậu ấy đã chuẩn bị từ trước đó rồi. Ừ. làm sao mà làm được chứ? Làm sao mà lại có người có thể đoán được suy nghĩ của người khác chứ? Cậu ta đâu có kinh thế. Hơn nữa thì kỹ năng nói chuyện của mình vẫn ổn nhỉ? Mình có thể lo liệu tình hình được rồi. Khi mà ta đối mặt với một khách hàng, không thể nói ra được vấn đề của họ thì ta chỉ cần dùng cái mà mình biết để đưa ra một câu hỏi và dẫn dắt suy nghĩ. Như thế thì cách họ thông dịch chúng ta vậy. Nó sẽ phụ thuộc vào cảm xúc của người trong câu hỏi đó. Mình đã có đủ những từ ngữ an ủi cả rồi. Chúng sẽ đủ để lo liệu những gì ông ấy nghĩ. Bởi vì sẽ để cho ông ấy nói ra chúng. Mình chỉ cần số dịu nỗi đầu của ông ấy. Nói về cái đó thì chắc là việc mình ông muốn ông ấy tự làm một điều tốt hay nhỉ? Sau cùng thì rất nhiều người không thể chịu được việc làm từ 12 giờ trong ngày có một tuần mà. Nó chắc chắn sẽ là một lựa chọn tốt cho ông ấy. Khi chị nó yêu cầu sự quyết tâm mà còn còn một kế hoạch nữa thì chỉ ít ông ấy sẽ không phải lo lắng. Để đảm bảo rằng khách hàng kiếm sẽ xe, xe lại lâu thì mình còn chồng ấy một vài lời nói đàn tập. May mà cô gì sẽ có thể giúp ông ấy phần nào chí thì cô ấy cũng sẽ có thể làm cho ông ta việc. Và lại mọi thứ đang từ sự khó hiểu. Mình phải tìm ra giải quyết cho chuyện này mới được. Và lại mọi thứ đang cực kỳ mâu thuẫn. Vậy nên mình còn kìa tìm cách giải thích cho người này hiểu mới được. Tập đoàn triển lục Điều kiểm soát bởi cha của cô gì? Nó đơn giản là sự độc quyền của mỗi người hầm mỏ ở bên trong quận Hà Thành. Hơn nữa thì nó cũng có mặt ở trong nền công nghiệp của Nokia nữa. Tại Nokia thì sự phổ biến của nó sẽ không thể tưởng tượng ra. Cho dù nó là kinh doanh hay là việc sống hàng ngày, nếu mà ta đào sâu hơn thì ta sẽ tìm thấy gốc tối của nó. Kể cả một người ngoài chỉ ở tại đây 3 năm thôi, thì mình cũng có thể cảm thấy sự ảnh hưởng của nó rồi. Mình chưa đến đây lâu, nhưng mà mình đã khám phá được nó. Cũng chỉ tới tìm thấy vừa đây thôi rằng cái công ty này tồn tại rất lâu. Nếu như mà đến số người tiên nhiệm của nó thì cái công ty này đã tồn tại rất lâu và lịch sử của nó còn rất nhiều phần bí mật. Dù sao thì cái lý do mà nó được thống trị thực sự là do cách sắp xếp tại Nô Mà Nô thì được chia làm quận Hạ Thành và quận Bình Trần. Các thành phố Bình Trần được tính toán hoặc dính hoàn toàn vào mặt đất và nó cũng là một thành phố sắt thép được có người dựng lên. Nếu mà nhìn từ bên trên thì nó sẽ hệt như là một vương quốc khổng lồ vậy. Cái kết cỡ của Nội Kinh là có thể sánh được với một tỉnh ở Trung Quốc và cái đường gần quận trung tâm có thể tên riêng nữa còn phần còn lại thì chỉ là cái chữ hay là cái số mà thôi. Tôn bộ tài nguyên thiên nhiên đâu được tìm ở quận Hà Thành mà quận Hà Thành còn được gọi là thế giới ngầm và vùng đất truyền tiếp. Vào lúc đó thì chỉ có mỗi xã hội hiện thực thì mới có thể bước vào. Đó bởi vì họ thường xuyên đóng cửa, và đó cũng là lý do. Mà nói là vì dân cư quận Hà Thành có liên lạc với bệnh biên giới của Azi, làng xương mờ ngồi thành cao. Họ không phải là bệnh nhân hay là con cháu nhiễm bệnh là cả, nhưng mà bị ép buộc bởi cách đi quá hàng trăm triệu, bởi vì sinh hợp thái hoàn toàn so với quận cao thịnh. Rịp, cháu làm gì thế? Bà, cháu của ta, ta không thể nào ngó lừa cháu được mà nhỉ? Ta đi nào, đến lúc ta phân chia khẩu phần ăn rồi. Giờ thì về ba với nhà nào? Bà, cháu vừa tìm được một hồn đá khác. Chúng ta sẽ có được một cái tù mới. À được lắm, cháu vui lắm. Chúng ta sẽ chia thêm cho cháu nhé. Bà, cái bên trên ta là sao vậy ạ? À? Nó thực sự là nơi mà tổ tiên sống mưa. Những người đó còn làm và đào đá mỗi ngày để kiếm đoạn sao ạ? À? Một ngày nào đó thì cháu sẽ tự động chứng kiến nó. ba đã già rồi, cháu sẽ tự có nơi câu chuyện của mình khi nó đến thôi. Cái nhà thờ dịch bệnh thì ra là như vậy. Cái nhà thờ đó bắt nguồn từ quận Hà Thành. Nó vẫn từ là tư tưởng chính ngày này dù sao thì cái quận hà thành này và hà thành đều tách biệt nhau bằng nhiều lý do nào đó đó chính là lý do mà nhiều tổ chức đặc quyền trong di chuyển và thu thập tài nguyên cho quận cao thành đặc biệt là cái cuộc thi dẫn tới đội hình của một trong những công ty lớn nhất và đó cũng là cái tập đoàn tài nguyên lâu giờ thì họ có thể kiểm soát được việc đi qua quận hà thành mà thôi nghĩ đến việc đó thì thật là ngỡ ngọn nếu như mà người giàu thì chỉ có thể có hiệu sách nhỏ và rồi mua cái quyền phân bố cho sách. À, mình không thể chỉ mời như vậy được. Mình còn phải làm việc cho đàng hoàng thôi. Và lúc đó thì mình chưa từng nghĩ là chỉ có con, con gái của shop của tập đoàn lù thì mới có thời quen với mình. Rõ ràng là nhờ vào tài nguyên và tài nói chuyện của mình cả. Từ khi mình quen với cái gì đó giúp cho duy trì mối quan hệ thì đối với cô gái trẻ như thế thì giới dàng chồng ấy làm việc thôi. Ông ấy sẽ có thể giúp cho ông đôi chút đấy. Khi mà cô ấy gặp vấn đề mấy ngày trước, thì tôi đã hướng dẫn cô ấy giải quyết nó rồi. Cũng xem đến lúc cô ấy quay lại rồi. Cô ấy sẽ có mặt ở đây sớm thôi. Giờ thì có lý rồi. Không ghi ngờ gì cả tình hình của nụ kinh lại ra thành như vậy. Cái lý do đầu tiên là thợ sàn bạch làng và hát pháp sự của dọc phái đó đã hợp tác với nhau. Đó chính là Hờ Lít, đã thu trong trận với nhện và Giê-xu. Rốt của Lê Châu thì ông ấy đã phải công hiến với cái cấp bờ thứ hai rồi bỏ trốn. Và rồi lý do hàng lý thua là vì cái câu mồi trước là diên sụ đã tự nhiên mà lên. Giờ thì mình đã hiểu ra rồi. Cô ấy đã được giúp bởi chủ tiệm sách. Ra đó là lý do mà cô ấy ta giúp sao? Cô ấy đã mở một cửa, một xung đột giữa tự săn và xấu hiện thực. Với lời nói của mình, cô ta là muốn đẩy sập xã hiện thực. À phải rồi, chơi đùa người khác và tạo xung đột. Và đó chính là cách mà ác quỷ và trí nhị. Nhưng lời nói của cô ấy là đồng lạ trong tim của mình. Quả thật là rất mơ hoạt. Nếu vậy thì con đường mà cậu lựa chọn. Cô ấy muốn thống trị nhật kỳ rác, rải rác và thợ sạn chứa vào phía nào. Và rồi đưa họ và trở thành kế thủ của sầu yên thực và tòa tháp mật thự. Nếu là thế thì sẽ thay đổi cả hệ thống của nô kinh mất. Nó hệt như là một trò chơi của cậu ta vậy. Mà mình may mắn trở thành một con tốt nhỏ xoay quần trong đó. Bây giờ nghĩ lại thì chính vì chủ nhân của tiệm sách muốn mình có được ý đồ của hắn, thì hắn mới đỏ họa để đỏ họa kia hút được hết dục vọng mãnh liệt. Nhất khi đó, trong mình ngay từ đầu, chứ không mờ ăn mình. Bây giờ mình chẳng còn chút suy nghĩ nào đối với việc nhận được sự thừa nhận của hội trần lý qua hoàn thành đánh giá cấp huy diệt. Một điểm ý tưởng cũng không có. Ngược lại bây giờ, mình rất muốn thử xem quyết định này có khiến cho mình hối hận hay không. Nhặt lên, cái lá cờ thuộc về thợ săn. Thật sự là một chuyện khiến cho người ta mong chờ. Mình biết điều này rất nguy hiểm, nhưng mà mình muốn làm như vậy. Mình chắc chắn là điên rồi. Có điều mình vẫn có một chuyện khiến cho mình hơi đợi ý. Ban nãy cậu nói mượn sách. <laughs> Ôi trời, tốn nửa ngày cuối cùng cũng nói tới cái chủ đề này rồi. Tôi muốn nói là chuyện giống như thế này. Lần đầu tiên làm chuyện kêu này thì người không có kinh nghiệm gì quá trình tiếp theo chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều gian nan. Chỗ của tôi có một quyển sách cực kỳ hữu dụng. Tốt nhất là ông nên cầm xem từ trước. Khởi nghi từ con số 0 tên sách. Mượn sách. Bao nãy chủ tìm sách núi là quý chức tự từ từ mượn sách. Mà quý chức tự lên đạt tới khí sức mạnh từ chủ nhân của tiệm sách đi. Tuân thủ chi dẫn của cậu ta. Liên hợp lại rất rõ ràng. Chủ nhân tiệm sách đã dùng sách của mình cho sức mạnh và chi dẫn cho quý chức tụ. Đi đặt đây nào nói. Những quyển sách này toàn bộ đều hàm chứa sức mạnh cấm kỳ. Quyển sách này vô cùng hợp với tính tình của hiện tại của ông. Tôi tin làm có thể tìm được một con đường mới từ trong đó. Thực hiện ý nguyện của bản thân. Cũng không cần bị bọn họ xem là công cụ lợi dụng. Đến mốt tôn nghiệm cũng không có tù lao đang có hiến tế ư ừ không đây là ạo do hóa thú hóa sao không trong cơ thể con có cảm giác tồn động con đường liên kết trừ không đó vẫn tồn tại lẽ có thể cảm nhận rõ ràng những tồn tại đó đã chú ý tới ta rồi đây chính là con đường mới không sai nếu như ông thực sự muốn chọn con đường này thì nắm bắt thời cờ cũng là một kỳ xảo cần thiết nếu như mà có thơ mù bán thì ai mà không muốn đây đây là quà tặng của người đã đến điểm cuối cùng nên cho chắc ông sẽ dễ dàng hiểu hơn Thật vậy Sau khi có thợ bị đầm thủng Thì thông đạo hư không hình thành đã có thời Có thể tùy thời mở ra Một đầu Là mình Còn một đầu lại là hư không không thể dám thăm dò Chỉ cần thuận theo thông đạo hiện tế Phạm chốc phù hợp Cho họ thì có thể đạt tới Cái sự đền đáp của họ Đương nhiên điều này cũng phải xem tâm tính của họ Đại quả thực là nắm lý thầy cờ Hơn nữa là một cuộc bù bạn lớn Không còn nghi ngờ gì nữa tồn tại trong hư không đó là cấp thần mình có thể tồn tại là cái cấp thần mình tiên tới làm quà biểu sức mạnh cho người khác không biết là nên dùng cái lời lẽ như thế nào đã hình dung sự mạnh mẽ của chủ nhận tìm sách trước mặt rồi cảm ơn sự hướng dẫn của cậu tôi biết nên làm gì rồi và đây sẽ là một chàng đường dài thứ ông cần là sự mạnh mẽ của bản thân cho dù là tâm linh hay là các phương diện khác thì ông phải hiểu nó như chỉ có nắm bắt tơi cờ thì cũng không có cách nào để giành được thành công Hy vọng lần tới nhìn thấy ông Ông có đủ khả năng đạt được thứ mình muốn Xin tương theo dấu hướng, Tôi chắc chắn sẽ không khiến cậu thất vọng Sự tồn tại vô tư Mà vĩ đại có nào Mới có thể làm quân cờ cho một vị như thế này Chính là vinh hành mạnh nhất Về sau con đường của mình đi Chắc chắn là phải đạt sát hưởng rất nhiều So với trước đây Hoàng hình lần sau lại tới À là một người lạc lỗi đi ra khỏi mơ mang từ sự chi điểm của Lâm Lão Sư. Cuộc sống Nên tràn đầy năng lượng như vậy. Khu trung ương tràn viện A16 Nà Kim Cô Đạo Bất địa Hoàng Hường Hương Triện Nén trò hư, đã ấn hưởng chim bột hư. Lấy khuôn, đốt hư, và thưởng thức hương. Quy trình chuẩn bị đã hoàn tất. Cuối cùng cũng tỉnh tầm đọc sách được rồi. Quả nhiên là sức mạnh kinh người. Mình có mấy ngày trước e rằng không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại bản thân có thể trưởng thành tới mức này. Thực lực càng mạnh lên, mình không chết thân thể càng lúc càng như ý muốn rồi. Mình quy hiện tại thậm chí có thể không chết tới mức đồ cò rút bất kỳ một cổ chân lông nào trên giới thịt. Chỉ là bình thường, không nhất thiết là phải mở rộng tới mức này. Chỉ đó đồng thời cũng là một điều kiêu trà tấn. Quan trọng nhất là là mình cuối cùng cũng đã sắp thuần thục hoàn toàn con già thú từ huyệt mấu hóa trong thân thể được rồi chỉ cần mình làm được chuyện này thì tiến tới cấp độ hủy diệt cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai tất cả những chuyện này đối với cảm tạ ngày lầm tất cả mọi thứ của mình hiện tại đều do một mình nghệ tạo nên và ân tình này ngày làm tạo mình không chỉ đơn giản là không chỉ dòng mẫu ổ trong người như vậy mẫu và thú thật ra là linh hồn và nhiều thở huyết dịch và linh hồn vốn liếng của sinh mệnh khi chúng ta thay thế nhau chảy trong cơ thể ether thờ sẽ được thực hiện tóm lại là khi trở lại đáp lễ tỏ lòng cám tạ của mình thì nhất định phải đạt được điều thành quả hiện tại mình cũng có thể không chứa được sức mạnh của huyết dục được tiêm vào trong cơ thể lúc đầu mà thôi nếu như có thể hấp thụ được nhiều hơn thậm chí có lộ mẫu huyết ồ của giờ thú khác nhau thì mình đã đạt tới cái sức mạnh không khiếp thế nào chưa sức mạnh mà sợ thờ sẵn có thờ sở hữu tuyệt đối không chỉ là như hiện tại mà nguồn gốc của quyển sức mạnh này nói chuyện trong tương lai lại có thể là thờ sẵn có được quyền lợi nói chuyện bình thường đẳng cấp với hội trần lý tháp akanda giáo hội chỉ là muốn đạt tới cái mục đích như thế thì mình chắc chắn là không đủ mình còn phải có nhiều đồng bạn hơn nhưng mà bây giờ đã khác trước rồi mình tự mình thực hiện phương pháp công chế mẫu huyết này chứng thực được nó thật sự là an toàn đáng tin cậy có thể đã bắt đầu tiếng hành phổ biến rồi và đây là sách phúc âm của thợ săn mà người lâm mang đến phúc âm thì sẽ là người chỉ dẫn của thợ săn trên bước đường về sau này mà làm giới lúc này thì ừ, hôm nay thật là yên bình đây nhà Tiếp thư Tới giờ dùng bữa tối rồi Biết rồi Nghe tìm con có chuyện gì không Phụ thân Người nắm giữ con từ nghiên cứu Tài nguyên rô ly Lý bác nồng Không có chuyện gì thì không tới tìm con tâm sự à Tâm sự đây không phải là tính cách của Ngài. Một người cha muốn dùng bữa tối chuẩn bị con gái mình. Tán gỗ chỉ vậy thôi. Còn với suy nghĩ phức tạp như thế ư? Ừ, nghĩ Ngài đơn giản chẳng phải là quá xem thường Ngài rồi sao? Ghi nói như Ngài thì chắc chắn không thể nào rành rỗi xin nông nổi đi chuẩn bị bữa tối cùng với người khác được. Cho dù đối phương của Ngài là con gái. Hồ chị, trước giờ Ngài cũng không về nhà cơm cũng sẽ không sai người để nhắc nhở con đến dùng mùa tuổi trừ khi có chuyện gì mà nói với con con không nghĩ ra bất kỳ một lý do nào khác rõ ràng như thế ư ừ. rõ ràng như vậy đấy Và lại vào thời điểm ấy thì e rằng ngài cũng không thể nào bình tĩnh mà đơn giản ôn chuyện với con đâu nhỉ phù thần còn lớn rồi ngài sẽ không tâm sự Với à, còn thật đi chứ có chút hồ thẹn trong món tượng của ta thì có vẫn là hình hài thiên nữ trong phút mơ hồ có chút không quen lớn rồi thì có một vài chuyện tất nhiên có thể từ quyết định nhưng mà làm cha thì chung quy vẫn muốn cho còn một ý kiến mời ngài nói trước đây ta chưa từng hỏi chuyện có làm gì bởi vì bất cứ là bạch làng cũng được nhưng tôi trước tự sàn khác không được Đó chỉ là những quân cờ bị người khác tùy sắp đặt trên xa bàn ta phải mát và cày qua cho con coi như là cũng đủ rồi nhưng mà hiện tại không như trước rồi nếu như con thật sự tính tham dự vào vậy thì khi con đứng trước mặt tất cả mọi người con sẽ đại diện cho lập trường của tài nguyên lột hiểu không con hiểu ạ à. con hiểu à nếu như con hiểu thì không nên liều lĩnh như thế con thật sự hiểu và điều chính xác là người nhờ có đang ngồi đây nói chuyện với ngài. Ngài đã xem bản kế hoạch trong nhật ký của con rồi đúng không? Vì vậy mới nghĩ tới khuyên nhủ con. Đó là con cố ý viết ra đấy. Con cố ý viết bản kế hoạch đó. Sau đó thì cố tình để cho người phái đến bên cạnh còn phát hiện ra chỉ vì muốn ta trở về. Kế hoạch đương nhiên nằm trong đầu cả rồi. Đặc biệt là viết ra cho người khác xem bị ngu à. Người bình thường ai mà viết nhật ký chứ? Ừ, xem ra, con thật sự là lớn rồi. Mà ta vẫn xem như con là con nít. Nếu như ngài không xem con là con nít, thì sao có thể qua mắt được ngài chứ? Nói đỡ như vậy, thì dường như con rất chắc chắn là có thể thuyết phục được ta. Nói ta nghe, tiền của có con là gì? Vì việc này, không phải ngài đã phái người tiền trong phòng con rửa, cái cái à, sao con biết. Lần này xem ra đó thực sự là ngôi dữ liệu của phụ thân rồi. Xin ngài hãy từ bỏ đi. Bọn họ không tới nào mang đáp án ngài muốn về đâu. Hiện giờ tất cả những đồng tỉnh trong căn dinh thự này đều nằm trong kiểm soát của cường thiết ý chí. Nếu như Ngài thật sự muốn biết kế hoạch của con, thì con có thể nói cho Ngài. Kế hoạch thật sự là do một tay vị đại nhân đó lập ra, và con chỉ là một quân cờ mà thôi. Con về tiền cờ ư. Đó chính là tiền cuộc của con. Ô nợ Thì cái tên lý bạc đồng có thể nói là người qua đường cũng biết. Thân là người nắm quyền tối cao ở tài nguyên lâu ra, thì Lý Bác Đồng hoàn nằm duy trì giao thiệp thần thiết với các tổ chức khác nhau và cao tầng của tổ chức. Hội Trần Lý Tháp, Canada, tờ sàng phù thị giáo hội, dân chúng bình thường vân vân, Ông ta đều có tiếp xúc và lại, đều có cách thức ứng đối đúng mực, rồi ít khi gặp phải công diện của ông ta cảm thấy không khống chế được giữ quyền quản lý của ông ta tài nguyên lầu không những là thung lũng lũng đoạn quyền khai thác khoáng sản của cả khu hòa thành thậm chí còn quá hợp cực kỳ cần thiết với thế giới siêu phàm bằng nắp trong bằng túi có thể nói là người của thế giới đó trong số nhân viên được tập đoàn nghiên cứu tài nguyên lầu ra tuyến dụng thì cũng có rất nhiều siêu phàm giả kể siêu phàm từng có người đánh giá lý bạc đồng thế này nếu như mà nhìn thẳng vào đôi người màu vàng kim của ông ta thì sẽ bị ông ta nhìn thấu hoàn toàn toàn bộ suy nghĩ trong lòng lão già tiểu thư đang ở bên trong ừ. tiểu thư vất vả rồi nghĩ ngâm một lá đi cảm ơn ở à. phụ thần ngay tới rồi Trạng thái gần đây thế nào? Mọi thứ đều bình thường. Tương thể sự sắp xếp của ngài, thì công vẫn luôn kiên trì rèn luyện thân thể và suy nghĩ. Rất tốt. Mặc lấy thứ đó ra đây. Giờ lâu già. Huyết dịch ồ ế. Phụ thân. Bây giờ đúng lúc rồi sao? Đúng vậy. Ta vẫn đối hiện tại là thời cơ thích hợp nhất. Bắt đầu từ hôm nay, con chính là một siêu phàm giả rồi. Về thế cùng mà còn phải đối đầu và trách nhiệm của còn phải gánh vác sau khi có được sức mạnh, Của sức mạnh này. Con đã nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi phụ thân. Vậy thì tốt. Như con đã biết là do nguyên nhân và ghen, đa số người bất địa chúng ta đều là người bình thường. Muốn trở thành một siêu phàm giả chỉ có thể thông qua huyết dịch ô ế thông qua đường tắt của thợ săn. Cái giá của đường tắt rất là nguy hiểm. Cái gọi là rút dây đồng rừng. Thân là người nắm giữ tài nguyên lâu ra, Ta không thể đánh cược tỷ lệ ô nhiễm mười mấy phần trăm kia. Nếu không, nếu như mà xảy ra vấn đề ngoài muốn, nào đó thì các tài nghị lâu ra xích là tới họ ngập đầu. Phô thân, phần huyết dị độ ở hết này là thứ ta đã đồng quạt đồng tay qua. qua. Phẩm chất rất cao sẽ giảm xuống thấp nhất sản xuất ô nhiễm và thân thể thu hóa. Nhiều nhất cũng chỉ là những bộ phận như là cuối của tay trần hoặc là chút và sẽ bị hư hóa nhẹ sẽ không ảnh hưởng tới quá nhiều ngoại hình của con. Cuối cùng đây là quà cá nhân ta tặng con. Viên đá hiền giả cực thuần chất này, người hiến đức hạnh, trên đó được khắc lên là ấn phục sinh của một vị vụ sự cấp thần mình. Và được xưng là hỏa diện chi lệ, nước mắt của ngọn lửa. Nói đối với ta mà nổi thì luôn tồn tại một thế giới xa lạ. Con sẵn Đến sáng thì di vào cho con phát triển nó. Con hiểu ý của ta không? Con hiểu. Suy ngày yên tâm, con sẽ không làm ngay khất hồng vọng đâu. Phụ thân. Mất quay. Dạ. Chuyện liên quan tới chức từ giờ cho cái người đấy. Tuân lệnh. Mặc, có một vài chuyện con phải giao cho người. Dạ. Ta đợi thành quả của người. À, cuối cùng cũng trở thành siêu phạm giả rồi. Quay, Cô có biết vì sao ngày này ta đã dạy vào phụ thần bao nhiêu lâu không? Lúc trước ông ấy có nói với ta rằng chưa phải lúc. Bây giờ cuối cùng cũng đã đồng ý rồi. Nói thật thì ta rất căng thẳng lắm. Tớ thì yên tâm. Ta chỉ ngàn nát toàn bộ cái đám không có ý tốt kia với cô. Cảm ơn cô cây. Nhưng mà ta không phải ý này. Phụ thần ta ông ấy có địa vị cực cao. Ta danh lấy lượng Trong các siêu phạm giả. Nhưng mà quan trọng hơn là ông ấy là một thường nhân. Chỉ cần có đủ lợi ích thì phụ thân sẽ tìm tên nguyên mạo hiểm cơ mọi thứ. Mà ta thì chính là tiền cược lần này của mấy. Phụ thân lựa chọn để cho ta dung nhập vào thế giới của siêu phàm giả và giúp đỡ ta chấp trưởng môn ở trưởng toàn bộ tài nguyên của lâu ra. Như vậy thì cả một tập đoàn cấp cao được người bình thường chào đón mới thực sự có cơ hội đã trở thành một tên khổng lồ khiến cho đám siêu phàm giả kính sợ. Lần này tuy nói là thuần thị với ta, nhưng mà bên trong lại có chứa, có sự con nhắc của phụ thần. Cơ tôi nói là thỏa mãn được kỳ vọng còn mấy hay không, thì chính là sự khảo nghiệm của phụ thần dành cho ta. Vì vậy ta bắt buộc phải nhanh chóng trở thành. Đây là một cuộc thử luyện. Chỉ có thể chiến thắng được bản thân chứ trưởng thành ở trong quá khứ, con người mới xem như là trưởng thành. Cô cũng vậy phải không? Khi, giúp ta một tay, giúp ta hoàn thành cuộc tự thích liệu quan trọng nhất của cuộc đời ta. Tuy nhiên rồi tiểu thư, chỉ dụ ta phải sinh tính mạng vì cô, ta cũng phải nhất định hoàn thành tâm nguyện của cô. Đây ác là suy nghĩ của chức tự. Dù gì nó cũng là con gái ta, có thể nghĩ tới tầng lớp này không có gì là lạ. Mạng lưới tình báo của hội Trần Lý đã trình lý được thông tin về tất cả tổ chức thợ sàng ở đặc Kiệm, quyết định chọn đi tổ chức nào để phát triển chùa. Rồi đã quyết xong rồi à? là tổ chức bạch làng Harry Harry cần có thể tình báo thì anh ta là một người tình lý, trí đến tuyệt đối, trong ổn ổn, cơ trí giỏi mô lược, là một lựa chọn không tội. Nhưng mà vì sợ tập phải người đến bên cạnh chức tự chùa, thu hạ đại hiệu, và nhất cử giấc động của tỷ thự, chỉ người làm chỉ có một. Sau này, có kẻ muốn gây bất lợi cho chức tự, thì dùng hết khả năng của người bảo vệ chức tự an toàn. Con gái ta nó tính tình trầm ổn bao dụng làm việc kiên nhẫn. Nó rất có thiên phú làm thừa sản Vì vậy muốn trở thành một thừa sản ta ủng hộ nó về chuyện này. Giúp đỡ cho nó đứng ở trong lĩnh vực của tổ chức tờ sản cũng không thành vấn đề. Nhưng mà nếu như con muốn tiến thơ một bước thì trong thời gian ngắn é là lực bất tổng tâm. Thật sự thực lực và tổng tâm và lòng trung thành của cây không có vấn đề gì đã nghi ngờ. Có điều quả hít đã liều lĩnh, trong hoàn cảnh cộng với suy nghĩ lý trí không giúp được gì nhưng mà lúc như thế thì bởi sự bình tĩnh và sáng suốt của người sẽ trở thành vũ khí của chức tự Tại nghĩ con lù ra hoàn toàn không phải là điểm cuối cùng ta thiết cờ cho chức tự mà là điểm bắt đầu và đây là chuyện cuối cùng ta giao cho người trước khi con gái của ta có thực sự là một mình đảm đường một phía thì hãy giúp ta bảo vệ nó tự tố thưa hà Nghĩa chết không tự Tuyệt dụng Vẫn sinh di cụ Ly rượu Như vậy thì bảo vệ cơ bản xem như không có sơ hở rồi Chìm non cuối cùng cũng có ngày rời tổ Bước trên con đường này thì chính là không thể nào quay đầu lại được Con sẽ đem cho ta bất ngờ gì cho đây Chết tự Kế làm cha này Thật sự mong chờ đây không biết khi con trưởng thành đến mức mà vượt qua cả dự đoán của ta thì ta sẽ có bị cảm gì đây nghĩ tội ác là một nụ cười vừa mừng tỏ ý tỏ ý chẳng Hả? đây mới là tiên cười của con